Chào quý anh chị đang theo dõi kênh bất động sản của Linh và cũng như quý anh chị khách hàng đang tìm hiểu đầu tư tại khu vực Đức Hòa. Hiện nay có một số thông tin quan trọng tại khu vực sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới thị trường nhà đất khu vực Đức Hòa trong giai đoạn hiện tại và cũng như trong giai đoạn thời gian sắp tới. Và hiện nay Linh vừa xem báo cách đây khoảng tầm 5 ngày quý anh chị thì có một số thông tin rất là tốt, một số tín hiệu rất là tốt để khu vực Đức Hòa sẽ được bứt phá trong thời gian tới. Đầu tiên đó là cái ngày 15 tháng 3 đây quý anh chị, trong báo Người Lao Động có bài năm huyện ngoại thành ở thành phố sẽ lên quận trong 10 năm tới, thì trong đó nó gồm một số quận huyện đó là Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè. Thì trong giai đoạn 2021 và 2025 sẽ lên quận, và giai đoạn 2025 tới 2030 sẽ chuyển hai huyện còn lại là Củ Chi và Cần Giờ. Thì đặc biệt cái khu vực Đức Hòa đó là khu vực là giáp với lại Hóc Môn, Bình Chánh. Ở hai khu vực này hiện nay Hóc Môn, Bình Chánh với lại cái mật độ dân cư cũng rất là nhiều, và khu vực này giáp ranh với Đức Hòa, thì cánh Đức Hòa mà giáp ranh với Hóc Môn, Bình Chánh thì cái khu vực này mật độ dân cư cực kỳ đông, đặc biệt là cái vùng giáp ranh nó lại là cái vùng lõi công nghiệp của thành Đức Hòa. Thì theo báo có Người Lao Động thì Sở Nội vụ vừa có tờ trình gửi Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị xây dựng đề án nó chuyển một số huyện thành quận trong giai đoạn 2021 đến 2030. Thì đây là một số cái thông tin quý anh chị cần nên xem, thì những cái thông tin như thế này nó sẽ thúc đẩy rất là nhiều về cái biến động về giá đất. Ví dụ như thời gian vừa qua đó là thành lập thành phố vệ tinh và thành phố Thủ Đức, ở khu vực Thủ Đức thì giá đất cũng nhảy múa rất là nhiều. Đây là một cái thông tin đầu tiên cung cấp tới quý anh chị. Thông tin thứ hai và thông tin nó thiết thực nhất đó là cái thông tin về khu vực Đức Hòa. Thì cũng trong ngày hôm đấy báo VnExpress cũng có cái bài đó là đề xuất đầu tư 6 tuyến cái đường kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Long An vào ngày 15 tháng 3 này. Ở hai bài quý anh chị, hai bài được viết cùng một lúc luôn đó, trong cùng một ngày. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là lạc quan đối với khu vực Đức Hòa. Thì hiện nay Đức Hòa, khu vực Đức Hòa hiện nay thì nó chỉ có một số tuyến đường chính, Linh sẽ giới thiệu cho quý anh chị ở đoạn giữa clip. Và hiện nay đang đề xuất mở rộng thêm một số tuyến đường mới cũng như là nâng cấp và một số tuyến đường cũ. Thì cái dự án 6 tuyến đường này thực ra nó là có quy hoạch từ rất là lâu rồi, nhưng mà hiện nay do cái mật độ dân cư cũng như tốc độ lưu lượng xe qua khu vực này rất là nhiều nên hiện nay quá tải, nó xảy ra tình trạng quá tải ùn tắc giao thông. Nhà nước hiện nay bắt đầu đề xuất và có thể trong vòng 5 năm tới thì khu vực này sẽ phát triển rất là mạnh. Thì đề xuất vừa được Sở Giao thông Vận tải gửi Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh sau khi hai địa phương cùng kiểm tra hiện trạng, rà soát quy hoạch thống nhất các vị trí cần tập trung đầu tư kết nối khu vực 6 dự án, sau khi hoàn thành sẽ giúp thông thương từ thành phố Hồ Chí Minh qua Long An về các tỉnh miền Tây. Đấy, thì trong 6 dự án chiến lược này thì nó có 3 dự án là đi qua khu vực Đức Hòa và 3 dự án đường giao thông là đi về cái hướng Nhà Bè, Bình Chánh, cái cánh hướng Cần Giuộc quý anh chị. Thì tuyến đường đầu tiên Linh muốn chia sẻ với quý anh chị đó là cái tuyến đường nối đường Võ Văn Kiệt ở huyện Bình Chánh đi về khu Tân Đức Hải Sơn, khu Hải Sơn Tân Đô của huyện Đức Hòa. Thì tuyến đường này trong đó có cái đoạn thành phố Hồ Chí Minh đang chờ bổ sung quy hoạch, và quy hoạch làm đường dài 12,5 km, rộng 40 m, kinh phí là 3.300 tỷ đồng, đoạn qua địa phận Long An thì đã được đầu tư, tức là cái đoạn qua đoạn Long An tức là cái đoạn về Hải Sơn Tân Đô, còn cái đoạn mà từ Võ Văn Kiệt mà đi về khu Tân Đô đây quý anh chị, khu này thì hiện nay có một phần người đang đang lập quy hoạch. Rồi cái đoạn thứ hai đó là cái đoạn mở đường mới Tây Bắc. Cái này tổng vốn nó khoảng tầm 6.460 tỷ đồng. Ở trong đó là nó rồi bắt đầu từ cái đoạn đường Nguyễn Thị Tú và cái điểm kết thúc của nó là
đi về cái đoạn Hậu Nghĩa quý vị, chạy thẳng về Hậu Nghĩa luôn. Đây là một cái tuyến đường đường hướng tâm này. Cái đường này cũng có quy hoạch rất là lâu rồi, nhưng hôm nay bắt đầu là có thể đề xuất và sẽ triển khai cái con đường này. Thì con đường này là có một phần đoạn của Nguyễn Thị Tú, còn một phần từ Nguyễn Thị Tú mà đi về cái hướng Hậu Nghĩa thì đền bù giải tỏa và mở rộng quý vị. Đây có đoạn đường liên ấp 625 này, đoạn này nó cũng có rồi, thì đoạn này sẽ mở rộng thêm. Thì tổng kinh phí của nó là 5.200 tỷ và tổng chiều dài 10 km, rộng 40 m, là cái đoạn Nguyễn Thị Tú với lại liên ấp 625. Còn cái đoạn Bo Long An thì là mới khoảng gần 5 m, rộng chiều rộng 4 km và kinh phí khoảng 1.260 tỷ. Rồi cái tuyến đường mà hiện nay đang có và đang nâng cấp mở rộng, đó là cái tuyến đường Nguyễn Văn Bứa quý anh chị. Quý anh chị hiện nay đi xuống đây thì xuống Đức Hòa thì thường quý anh chị đi qua cái đoạn ngã tư Hóc Môn hoặc là cái đoạn ngã tư Bà Điểm, quý anh chị xuống là đi qua con đường Nguyễn Văn Bứa. Thì đoạn từ Nguyễn Văn Bứa tới tỉnh lộ 9, thì tới tỉnh lộ 9 thì đoạn đường này trước đây đã được cải tạo rồi, nhưng mà hiện nay tiếp tục và nâng cấp mở rộng lên từ 32 tới 40 m và xây lại cầu cầu ống lớn quý chị. Cầu ống lớn hiện nay là xảy ra tình trạng kẹt xe rất là nhiều. Con cái cầu này cũng đã được cải tạo sửa chữa rồi nè. Đó, và cái con đường ngã ba dòng tới đoạn cầu ống lớn thì làm đâu giai đoạn 2016-17 gì đấy, giai đoạn đó Linh có ở đây. Đó thì cái đoạn này trước đây cũng làm mở rộng, nhưng mà hiện nay do cái lưu lượng xe về từ thành phố đi về cái hướng Đức Hòa cũng như đi về cái hướng đường N2 về cánh miền Tây rất là nhiều, hiện nay gây ùn tắc giao thông rất là nhiều. Đó là ba cái dự án mở rộng đường ở khu vực Đức Hòa, còn lại một số cái mở rộng đường ở khu vực như quốc lộ 50 nè, hay là đường song hành quốc lộ 50, hay là xây dựng cái cầu Rạch Dơi ở cánh Nhà Bè. Đó là một số cái thông tin quan trọng Linh sẽ giới thiệu chính cho quý anh chị ở cái khu vực Đức Hòa. Đó là ba con đường này. Ngoài ra thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Long An còn thống nhất thêm 17 vị trí khác kết nối giao thông giữa hai địa phương và đang cần tập trung đầu tư. Thì đó là một số thông tin quan trọng và sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái thị trường bất động sản tại khu vực này. Và Linh sẽ giới thiệu cho quý anh chị ba con đường vừa rồi, đó là con đường Võ Văn Kiệt và con đường mới Tây Bắc và con đường nâng cấp mở rộng Nguyễn Văn Bứa. Trên đây là bản đồ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đức Hòa. Theo cái đường ranh này đây quý anh chị, là ranh giới giữa Đức Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Đây cái con đường ranh này là ranh Đức Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Đó, hiện nay mà quý anh chị đi xuống cánh Đức Hòa là cánh bên này quý anh chị. Quý anh chị xuống Đức Hòa hiện nay nó chỉ có ba con đường chính thôi. Ba con đường chính đó là quý anh chị đi về cái hướng thứ nhất là con đường Phan Văn Hớn quý anh chị, đây là ngã tư Bà Điểm nè, con đường này đường quốc lộ 1A nhé, đường này là đường quốc lộ 1A đó. Thì quý anh chị từ quốc lộ 1A quý anh chị sẽ đi theo và con đường Phan Văn Hớn, quý anh chị đi Phan Văn Hớn xuống, quý anh chị có thể đi tới ngã tư Hóc Môn và đi về Nguyễn Văn Bứa đi qua Đức Hòa. Và con đường thứ ba nữa là con đường tỉnh lộ 10. Cái con đường tỉnh lộ 10 dưới này quý anh chị là ba con đường chính. Đó, hiện nay về hiện trạng khu vực này thì con đường tỉnh lộ 10 thường xuyên quá tải, khu vực này rất là đông. Nếu quý anh chị đã đi tỉnh lộ 10 rồi thì con đường này luôn luôn trong tình trạng kẹt xe nè. Con đường Phan Văn Hớn thì hiện nay cấm xe một chiều từ cái hướng ngã tư Bà Điểm đi về Đức Hòa. Quý anh chị có thể đi ngược một chiều lại thì được. Con đường thứ ba là con đường Nguyễn Văn Bứa. Nguyễn Văn Bứa quý anh chị, Nguyễn Văn Bứa tới ngã tư Hóc Môn quý anh chị đi về hướng này. Thì hiện nay chỉ có tính ra chỉ có hai con đường huyết mạch đi về thôi. Nếu nếu như quý anh chị đi về ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đức Hòa đó thì có hai con đường, tức là con đường tỉnh lộ 9 này và con đường tỉnh lộ 10 này. Có hai con đường. Và hiện trạng ở tỉnh lộ 10 thì kẹt xe kinh khủng. Con đường tỉnh lộ 9 thì hiện nay là con đường này nó thì hiện nay cũng đang quá tải và đang có dự án đề xuất làm đường nâng cấp lại đây. Thì hiện nay có 3 dự án nâng cấp tại khu vực, có một dự án nâng cấp và hai dự án làm đường mới tại khu vực Đức Hòa. Thì nên sẽ giới thiệu sơ qua cho quý anh chị.
Đây là con đường cũ nhé. Thì con đường mới hiện nay là đầu tiên đó là nâng cấp mở rộng cái con đường từ chỗ cầu lớn nè tới ngã ba dòng, đã nâng cấp con đường này, nó nâng cấp tuyến đường này quý anh chị, nó nâng cấp toàn bộ tuyến đường này, nhưng mà chủ đạo sẽ làm con đường này trước, con đường từ ngã ba dòng đi về cầu tên là chính, và đây là cầu lớn, bên này sẽ cải tạo sửa chữa cầu lớn ở chỗ này. Nó thì mở rộng đường ra thì khu vực này sẽ giảm bớt lưu lượng xe đó, và khu vực này sẽ được đầu tư cải tạo toàn tuyến luôn, toàn tuyến đi về tới dưới đường N2, tức là con đường vành đai 4 quý chị, vị trí này. Rồi tuyến thứ hai đó là con đường hướng tâm nè, có con đường từ chỗ ngã tư Gò Mây quý chị, từ ngã tư Gò Mây này đi về thị trấn Hậu Nghĩa. Thì con đường này hiện nay chỉ có đoạn Nguyễn Thị Tú và đường liên ấp, cái đoạn khúc trên này là đã có và sẽ cải tạo mở rộng, nâng cấp mở rộng lên quý vị. Đây là tuyến đường thứ hai, con đường này là tuyến đường mới nè, thẳng về Đức Hòa. Và thứ ba là quy hoạch mới con đường Võ Văn Kiệt đi về khu Tân Đức Hải Sơn. Đó là con đường này quý anh chị. Tuyến đầu là từ cái nút giao Võ Văn Kiệt, quý anh chị đi thẳng về khu công nghiệp Hải Sơn bên này. Đó thì sau khi hai tuyến đường mới này được hình thành, nó thì sẽ giảm rất là nhiều lưu lượng xe cho hai tuyến đường tỉnh lộ 9 và tỉnh lộ 10 này, và là cơ hội rất là tốt để cho khu vực Đức Hòa kết nối với thành phố Hồ Chí Minh nó được phát triển tốt hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đó là khu vực này thị trường bất động sản cũng sẽ rất là sôi động trong thời gian tới. Trong thời gian 1 tới 3 năm tới thì khu vực này sẽ rất là sốt. Chỉ cần những cái tuyến đường mới này thôi quý vị. Một là cái tuyến đường Võ Văn Kiệt dưới này. Tuyến Võ Văn Kiệt ở dưới này khởi động. Hai là cái tuyến Nguyễn Thị Tú. Đó là tuyến này. Tuyến này chỉ cần khởi động thôi là giá đất khu vực này sẽ lên rất là nhiều. Và giai đoạn hiện tại đây thì khu vực này là khu vực tỉnh lộ 9. Tỉnh lộ 9, con đường này hiện nay cũng được rất là nhiều nhà đầu tư để ý. Khi con đường này mà phát triển mạnh rồi thì khu vực đất ở dưới này cũng đánh giá rất là nhiều. Trước đây khoảng tầm 2015-2016 con đường này còn rất là nhiều đất đá lởm chởm, thì khi đó giá đất rơi vào khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi một mét. Nhưng mà khi hoàn thành rồi thì giá đất đã lên tới 4-5 triệu, và đến giai đoạn hiện nay thì giá đất những khu dự án như các tường Phú Sinh là giá thì khoảng tầm 12-13 triệu, còn như những cái khu dự án mà khu Xuyên Á đây quý anh chị, khu dân cư Xuyên Á Đằng Anh đây, giá hiện nay là một nền nó khoảng tầm giá dao động khoảng tầm 20 triệu một mét vuông, giá rất là lớn, giá rất là nhiều. Đó thì đó là một số thông tin Linh muốn chia sẻ cho quý anh chị, quý nhà đầu tư quan tâm tại cái khu vực Đức Hòa này. Ở đây là những cái cơ hội, những cái tiền đề rất là lớn cho quý anh chị đầu tư. Đó thì ngoài cái vấn đề huyện Hóc Môn và Bình Chánh là khu vực vùng ven này, ở vùng ven của thành phố lên quận, thì giá đất khu vực này cũng sẽ nhảy lên rất là nhiều. Khi giá đất khu vực này lên cao rồi thì khách hàng sẽ dạt về cánh vùng ven, và vùng ven thì chỉ có khu Đức Hòa đây thôi. Mà khu Đức Hòa ở đây hiện nay cái phân khúc khoảng tầm 5-6 triệu thì vẫn còn rất là nhiều. Nếu đất ở cánh vùng ven thành phố này mà lên giá cao thì đồng nghĩa việc khách hàng sẽ dồn về khu vực ở dưới này, và cánh ở dưới này sẽ có thêm những công suất đất tới trong những năm sắp tới. Và Linh sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video giới thiệu và chia sẻ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.